từng tấm. Yeah.
thử mua gì chị Thương? Có mua không? Không à. Vâng, ấp mua nữa, bích bích mua nữa về nấu thịt vịt, ăn thịt vịt ngon lắm. Nếu bạn về nấu cũng có. Ăn chả có ngon lắm. Nấu chả heo. bò nhậu quá. Không phải làm đâu, bò đi bò cấy hay mà. Tiếng bò to to thế. Cái này sái hay là phơi rồi anh? À, sái có phơi có anh. Mưa mà khi mà mưa thì phải sái. À. Trời nắng thì mình cũng sái với khô là cái đồ đẹp hơn. À, phơi đẹp hơn. Phơi đẹp hơn. Tại vì sái là không có thoát khí ra ngoài, ở trong nó lùng bùng nó đen hết à. Lai có nó đang cột lẹ. Ủa, này bắt tiền, bô này bắt tiền. Bô to quá thì là bỏ đài xe quá. Bấm lẹ hả? Cái này có xếp hàng... Dạ, xếp vô tư. Để vô điện hết. Anh ở đâu? Thanh Hóa. Ủa, Thanh Hóa à? Thanh Hóa, xa. Anh hay lấy cái... đã qua khô à? Ờ, về cho ông bà uống. Anh ơi, có lá khổ qua khô thì... Có cái quả này thôi, quả này thôi. Dạ, một quả để là đúng anh. Đó, cái anh kia làm cái đúng không?
dỗ cổ lông hay là hủ qua rừng? Dỗ cổ lông. Hủ qua rừng là cách cái gì? Cái gì mà có chưa đủ à? Đi mốt, đi mốt luôn. Thôi rửa được rồi, bỏ căng lẹ. Bấm, bực, bực. Mấy mấy trăm ngàn kỹ em? 250 anh. Ở trong này mình học bóng 300 ngàn, mình cứ mua. Mình mua 15 nghìn, 17 ngàn kỹ, mình phơi ra là mình bấm. Rửa 300 ngàn, ở đây là có rồi. 17 ngàn kỹ tươi rồi. 17 ngàn kỹ tươi rồi. Có, có đi đòi giảm. Anh lấy một ký đi không? Anh lấy một ký vụ lâu vậy chị? Bấm kia kìa. Bấm kia. Xong nha chị. Bấm rồi, xong rồi. Cái to đi sao đấy? Không, có đi bao lọc ra thời này đi, cũng mỗi lần lấy ít về sử dụng thôi. Dạ. 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 Bài hòn này vui thiệt. Người ta lúc đồn năm hết. Mới có mùa bón nha anh ta đây. Lúc đồn năm hết. Mời anh ăn. Ở đây chụp hót chụp hình cho họ mua hòn kìa. Đứng chụp hình. Đi hót chụp cho họ mua. Trơn rồi vậy. Ở đây giờ có cái hào bón ngon. Không phải là đứng ở trong hình họ đẩy trơn. Bấm cái bật lao. Nó có bồn to.
ra bên kia. Mà bán đu đủ kìa.